Rồi đội con rồi. Ơ, cái xịp đây đâu? đi. Ôi, nhất anh được anh đấy nhá. Lấy vợ rồi mà mẹ vẫn hầu đến tận răng như thế. Đúng chuẩn con trai của mẹ, con trai của mẹ. Sao không dặn mẹ gọi? Trời. Đấy, vợ dậy đi làm chả thèm sáng mà chồng. Em chào anh. Đấy, như đó. Anh bảo anh có tí việc gia đình đột xuất nhá. Anh đến luôn nhá, anh đến luôn nhá. Sếp, khách hàng đã phản hồi chưa ạ? Chưa, đợi tí. Em đã nói rồi, đêm qua chạy deadline cả đêm thì anh ngủ bù đi. Các kịp họp đâu mà không chịu nghe em cơ. Sếp ơi, tiểu hố em đã tắm rửa lau chùi sạch sẽ rồi. Đợi mỗi sếp đến thả những tờ polymer thơm phức vào đây ạ. Ê, hai phút rồi có bằng nhá. 20 phút muộn cộng thêm 20 phút. Bà bấm máy tính cho tôi cái tính ngay. 10k nhân với 40 phút là 400k. Thế mà không phải lấy máy tính là làm tròn là 5 lít chết đó. 20 phút nữa mà sếp đến muộn là bọn em ăn uống tinh xoắn đấy nhá. Rồi. Chào bác. Ô, chào U à. Chào U. Bác lên lấy quần áo của anh chị đi giặt thôi. Bác xuống nhà đây. Vâng ạ. Ôi. Con trai cưng, con trai cưng. Rồi đội con rồi. Cái xịp đâu? Đây đi. Ôi, nhất anh được anh đấy nhá. Lấy vợ rồi mà mẹ vẫn hầu đến tận răng như thế. Đúng chuẩn con trai của mẹ, con trai của mẹ. Đợi tí nhá. Ôi làm đây mẹ ơi. Vào mẹ bảo này. Dạ. Sao đây ạ? Đây. Thuốc mẹ chia ra hộp rồi. Nhớ uống đều nhá. Sau đang họp mình vào thế nhá. Ai biết họp đâu. Nhân viên nó nhìn như trẻ con, đằng nào mình cũng là giám đốc. Trời, trông cái mặt. Vợ mà nhỡ không sao đâu. Mẹ nhỡ một tí thì cầu nhau. Chả liên quan, lôi vợ con vào. Con đi làm đấy ạ. Sao lại không liên quan? Chị Ly ơi, chị xem kết quả giúp em với ạ. Ok, để chị xem. Hân ơi, có kết quả test liệu trình trẻ hóa propen rồi đây này. Cả da thường, da dầu, cả da khô luôn. Để đi, ngăn xong cái này đã. Không xem luôn à? Mà sao mặt mày căng thẳng thế? Chắc lại gặp quả khách sộp. Nhưng mà khó tính khó nết chứ gì. Vế sộp quá sai. Nhưng mà hai vế sau đúng đấy. Khó tính giống kiểu mẹ chồng mày à? Chồng mày á? Mẹ chồng mày qua đây sử dụng dịch vụ. Ôi Hân ơi, chả phải mẹ chồng tao đâu nhưng mà tao cũng thấy căng thẳng lây đấy. Không phải, mà tao đang tính mời mẹ tao qua đây. Mày mời á? Trời ơi, chắc là lại gây lỗi gì với mẹ. Xong bây giờ mời mẹ qua đây định làm lành chứ gì. Thôi mày ơi, mày đừng có phân tích tào lao đi, không giúp được gì té ở chỗ khác. Cầm ca cầm cẳng. Mày khó tính như ma ấy. Nghĩ khổ nhà chồng mày thật. Cái con nói dài thế. Đưa đây. Đưa đây để chị giúp. Mẹ chồng mày cũng nhiều nám phết nhở. Làm cái liệu trình trị nám hơi đắt tí nhưng mà qua làm lành nó phải thế chứ. Nhưng mà không được đâu,
mẹ chồng tao lười che chắn chống nắng lắm. Chị nám kiểu đấy hỏng hết mặt. Đây này, da mẹ tao cũng hơi nhăn với sệ nhá. Hay là làm căng bóng nhở? Căng bóng được không? Được, căng bóng ok đấy. Đơn giản mà nhanh. Nằm ra xong tiêm tí tinh chất, ngồi dậy đẹp luôn. Ờ. Triển E,